Do điều kiện địa hình khó khăn nên nhiều năm qua, tại các địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Lăng Chánh nói riêng đã mở các điểm trường lẻ để giúp con em đồng bào các dân tộc thiểu số được đi học. Mặc dù các điểm trường lẻ cũng được địa phương và ngành giáo dục quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng vẫn còn đó những trăn trở của thầy và trò nơi đây. Đây là một buổi học của học sinh khu chính, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Văn, huyện Lang Chánh. Mặc dù cơ sở vật chất của khu trường chính đã xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu thốn, nhưng học sinh đã được tiếp cận công nghệ mới qua bài giảng của thầy cô. Tuy nhiên với các điểm trường lẻ, đó lại là mong ước của thầy và trò. Nhưng điều đáng, đáng chăm trở nhất của nhà trường đó là cái khu phá. Khu phá hiện tại thì nó có 35 học sinh thôi. Nó cách điểm trường chính này 35 km. Nhưng tuy nhiên là đường đi lại nó rất là dốc. Có thể nói nó chỉ không thể thấy, nói là nó trên 10 độ. Cho nên khi mà lại bực lại cao Thế nên mỗi lần là trời mưa trời gió nó sạt lở và nó trơn trượt. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 quy định học sinh lớp 3 bắt buộc học môn tiếng Anh và tin học. Thế nhưng ở các điểm trường lẻ, vấn đề này vẫn nan giải bởi các trường hiện còn thiếu giáo viên lẫn trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với các thiết bị công nghệ số nên việc học tiếng Anh, tin học đối với học sinh lớp 3 là điều không dễ dàng đại là các phòng máy ở khu lẻ không có dẫn đến là cái việc cả các em học phải học quân chiếu và khi thực hành thì phải mang về khu chính để các em thực hành. Trên địa bàn huyện Lang Chánh có 31 trường học các cấp với 11.773 học sinh, trong đó có 48 điểm trường lẻ với 23 điểm trường cấp tiểu học, cấp mầm non 25 điểm. Nhiều năm qua, việc xóa các điểm trường lẻ luôn được ngành giáo dục và các địa phương miền núi trong tỉnh đặt mục tiêu và nỗ lực thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm bớt khó khăn cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Hàng năm là phòng giáo dục đã ra soát, xây dựng kế hoạch tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện là bổ sung, tu sửa, xây mới cái cơ sở vật chất, những cái điểm trường lẻ còn hư hỏng, thiếu thốn và thứ hai nữa là tham mưu bổ sung giáo viên các môn như là ngoại ngữ, tin học cho các cái trường còn thiếu thứ ba là đó là chúng tôi đã tham mưu mua trang thiết bị dạy học cho trong phòng học của các cái trường còn còn thiếu. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng hàng ngày nhiều thầy giáo cô giáo đang công tác ở khắp các bản làng ở huyện miền núi Lang Chánh vẫn âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người để con chữ đến với vùng cao, giúp cho học sinh nghèo vùng khó được đến trường để có một tương lai tươi sáng hơn.